Ôi mê ly luôn. Ôi ôi. Ừ. Đó. Đã ha. Tím rịm, tím rịm. Đã quá. Vừa đầy luôn các bạn ơi. Don't just follow me. Hola, la. Xin chào các bạn đang xem kênh Mê Tây Vlog. Và hôm nay Mê theo ông xã đi câu cá. Bây giờ là mới 6 giờ mấy sáng rồi các bạn ơi. Và trong khi ông xã câu cá thì mình nhìn xung quanh thì có rất là nhiều cây blueberry. Và Mê quyết định là sẽ hái một bữa blueberry để quay cho các bạn xem nha. Thì bây giờ hãy theo chân Mê Tây Vlog đi hái blueberry ở Canada nha các bạn nha. Đây các bạn ơi, đây là trái blueberry nè. Rất là nhiều luôn, quanh khu vực này rất là nhiều trái blueberry. Đó. Và đằng kia nữa. Đây, nhiều không? Thì bây giờ Mê sẽ đi hái ở quanh đây cho các bạn xem nhé. Các bạn ơi, hy vọng là các bạn nhìn thấy được trái blueberry và thấy cảnh hái, chứ mình vừa mới quay, mình vừa một tay quay phim rồi một tay hái rồi một tay cầm bị nữa, là tính ra là ba tay đó các bạn, nhưng mà thực ra mình có hai tay à. Cho nên mình hái vừa quay, cố gắng quay cho các bạn xem. Đó, nhìn đã ha. Lần trước đó, Mẹ đi hái một lần rồi, nhưng mà hôm nay là ngẫu nhiên thấy, là cho nên là hái về sẽ làm mứt hoặc là làm bánh nha các bạn nha. Đã lắm rồi. Các bạn chua chua ngọt ngọt, nhiều quá trời nhiều quanh khu vực này. Hôm bữa Mẹ đi hái một bữa rồi rất là đau lưng các bạn nha, tại vì cái cây này nó rất là thấp, nó gì thấp thấp khoan khoan ngang đầu gối là hết cỡ, cho nên nó là khi hái là phải phun hoặc là ngồi xuống này đó các bạn. Tới hồi cái lưng của Mẹ đi về tới nhà là trời ơi đau lưng chịu luôn á. Nhiều lắm các bạn ơi, hái không biết hết không, nhiều lắm. Nên chỉ một phần thôi mà Mẹ đi vòng vòng mới thấy nhiều lắm luôn.
các bạn ơi, bây giờ bắt đầu trưa rồi cho nên là nóng. Me về me thay áo khoác rồi me mặc cái áo này vô cho nó mát. Rồi ông xã me cũng cởi bớt áo khoác ra. Me thì đã hái được một mớ blueberry. Bây giờ me lấy cái hộp xuống nữa nè. Me sẽ đổ ra cho các bạn xem và sẽ tiếp tục hái nữa. Còn nhiều lắm các bạn ơi. Đã chưa? Trời ơi, quá chừng luôn. Nhiêu đây cũng được hơn 100 gram, chắc cũng 200 gram rồi đó. Thì bây giờ me sẽ tiếp tục đi hái nha. Còn nhiều lắm các bạn. Rồi me sẽ tranh thủ quay suối ở đây cho các bạn xem nha. À sông chứ. Cái này là sông York. Bao la luôn. Và me sẽ quay cho các bạn xem. Me đi hái cái chỗ này rất là nhiều blueberry. Hồi nãy me hái chỗ kia và cái đoạn này me thấy là bao la luôn nè. Các bạn nhìn thấy đi. Ồ, thấy không, đã không, tím rịm luôn, tím rịm luôn các bạn ơi. Ôi mê ly luôn. Ôi ôi đó, đã ha, tím rịm, tím rịm. Ôi các bạn ơi, thực sự là mệt lắm luôn nè. Được một nửa bịch này, một nửa bịch này rồi, lên tới đây rồi. Mà bây giờ me thấy một đám khác rất là xanh xanh tím tím đầy luôn. Me sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây nè các bạn ơi, quá trời luôn các bạn ơi. Trời ơi, không biết làm sao mà hái cho hết luôn á. À, hái cái này mệt lắm các bạn. Lom khom lum khum, nó mỏi cái lưng, mỏi cái đùi. Trời đất ơi, quá trời luôn à. Nhiều lắm các bạn ơi. Đó, mà bây giờ làm sao mà hái cho hết. Bây giờ me sẽ tiếp tục tập trung hái nha các bạn. Bây giờ tới cuối ngày, tới cuối buổi luôn, me sẽ đưa cho các bạn xem thành quả là được mấy hộp nha. Chứ bây giờ là mấy cái con côn trùng nó cứ bay trước mắt me, khó chịu luôn các bạn ơi, nó bay rợp luôn á. Rồi bây giờ tiếp tục hái nha. Ui, các bạn ơi, me là me muốn bỏ cuộc luôn rồi đó. Nó mệt. Coi nè. Ô, một chỗ này đầy nữa rồi. Bây giờ me về me sẽ bỏ ra hộp, sau đó me sẽ ngồi nghỉ mệt ở đây một chút xíu. Có thể là me sẽ về nhà, về trên chiếc xe tìm một cái kế sách khác là lấy cái túi gì đó mà đi, gọi là đi cứ vặt đại vô trong cái bịch rồi về lựa sau, chứ lặt từng trái như này me thấy mệt lắm luôn các bạn. Bây giờ me sẽ đổ ra cho các bạn xem nha. Chắc là cái hộp này nó không đủ rồi, tại vì hồi nãy là nó đã được nửa hộp rồi. Đó, hộp hồi nãy nè. Bây giờ me sẽ đổ vào nha. Đây. Vừa đầy luôn các bạn ơi. Ồ. Oh, đã chưa? Ồ. Oh, quá đã. Các bạn ơi, bây giờ là me đang cầm cái bịch ni lông và me đã thử nghiệm rồi và me mới quay thử cho các bạn xem. Bây giờ me để hết vào con này, đây là cái chùm blueberry. Vì me muốn quay thấy người cho nên là cái chùm blueberry các bạn không nhìn thấy rõ. Me bỏ hết vào trong cái bịch như thế này. Xong rồi me trút cho nó rớt xuống thôi các bạn à. Tại vì mấy lần trước là me hái từng trái thì nó rớt xuống rồi ra ngoài nữa, rồi me phải nựng lại nó lâu quá. Bây giờ me quyết định là me trút như vậy, me thấy nhanh lắm các bạn ơi. Cứ tuốt tuốt là nó rơi xuống. Thì cái phương pháp này thì gọi là thà hái nhầm còn hơn bỏ sót, thì nó hái cả trái xanh nữa. Nhưng mà trái ở đây có ai hái nữa đâu mà. Cho nên là me cứ tuốt xuống thôi các bạn ơi. Đó, vừa tuốt nguyên còn luôn. Thì cách này thì me thấy nó nhanh hơn các bạn nè. Để cái cây dưới thế này, xong rồi cứ tuốt cái trái và nó đó, tuốt như thế này. Nhưng mà có những cành nó thấp lắm, me chỉ tuốt một chút xíu là đã có như đây rồi. Những cành nó thấp, ví dụ như cái này khó nè, cái này thì cũng ít chứ không có nhiều ha, mấy cái cành nhiều me đã hái hết rồi. Ví dụ như cái này mình cứ bỏ vào đây mình tuốt thôi đó. Nói chung là đỡ hơn tí thôi chứ cũng không khá giả gì nhiều. Ở đây có một chùm ha, me sẽ cho nó hết vào như thế này rồi me tuốt thôi, cứ tuốt như thế này nó ra cả trái hường, trái xanh gì ra hết. Nhưng mà mình về mình sẽ xử lý cái này sau. Rồi xong một chùm, chứ hồi nãy một chùm như vậy là me lượm từng trái là cả mũi luôn các bạn. Đó, xong. Cứ như vậy, me sẽ qua đây tiếp. Rồi xong.
Đó. Vậy nha. Rồi bây giờ mẹ tiếp tục đây, hái khi nào? Bây giờ là mẹ quyết định là tới cuối thành quả mẹ mới coi quay cho các bạn xem đó. Thật ra thì sau vài phút thì mẹ thấy cái phương pháp đó nó hết sức là thô bạo và nhìn vô cái bịch nó toàn rác không rồi. Cho nên mẹ quay trở lại với cái việc mà hái thịt trái các bạn ơi. Quá mệt. Rồi đi hái cái này nó còn mệt hơn đi hái nấm trà mỗi Phú Quốc trong cái video cũ của mẹ nữa. Bây giờ mẹ sẽ tiếp tục hái nha các bạn nha. Các bạn ơi mệt quá, bây giờ mẹ đang ngồi ở bên bờ sông, ngay ngồi ngay giữa tảng đá của hai bờ sông, bên kia nó có một bờ nữa. Hy vọng là mẹ nói các bạn nghe bởi vì tiếng nước chảy nó quá mạnh. Bây giờ mẹ sẽ khoe cho các bạn xem là thành quả của ngày hôm nay nha. Rồi đây nè các bạn ơi, một hộp này nha, một giỏ này đầy nha, một bịch này là tương đương với một giỏ đen đó, với lại một ít trong cái bịch này nữa mình chưa có nhặt. Rồi bây giờ mình sẽ nhặt xong rồi rửa bằng nước sông này luôn cho nó sạch nha. Bạn ơi, bây giờ là sau khi mà hái được hai hộp này thì chiều đã tà 5-6 giờ chiều rồi, nhưng mà chồng me cũng chưa có một con cá nào. Thì thôi săn bắt hái lượm, nhưng mà săn bắt không được thì thôi cũng được cái mảng hái lượm ha các bạn ha. Bây giờ me sẽ kết thúc cái tập này ở đây và cảm ơn các bạn đã xem cái video. Hãy nhấn like và bấm đăng ký cho kênh Mê Tây Vlog nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye 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 bye.